Và Vọng xin kính chào tất cả các bác. Trước khi đi vào giới thiệu tổng quan thì các bác ngắm giúp em đây có phải là cái bộ mặt số rất là đẹp đúng không ạ? Thường thì các bác sẽ thấy những cái bộ mặt số tiêu chuẩn như thế này đúng không ạ? Nhưng trước này nó lại sở hữu cái bộ mặt số Na Mã các bác nhé. Các bác nhìn này, cái bộ mặt số Na Mã rất là đẹp. Nếu mà các bác nào mà thích cái đó, vẻ đẹp hơi cổ kính một xíu thì cái bộ mặt số này nó đã thỏa mãn được cái nhu cầu của các bác rồi nha. Tại vì cái bộ số Na Mã này nó sẽ giúp cho cái chiếc đồng hồ của các bác thêm phần cổ kính nhưng không thể thiếu được phần sang trọng đúng không ạ? Và thực sự đây là một cái bộ mặt số rất là đẹp nên em sẽ giới thiệu trước và sau đó sẽ đi tổng thể sơ qua một chút về chiếc đạn cây mà em chuẩn bị giới thiệu cho các bác đây. Ở đây các bác sẽ thấy là em sẽ có hai bên, sẽ có hai bên cần đúng không ạ? Một cần bên này sẽ là cái cần phụ trách để chuyển đổi bản nhạc. Và chiếc này sẽ có 3 bản nhạc nên chúng ta sẽ có những cái mốc bản nhạc rất là rõ nét đây đúng không ạ? Và một chế độ tắt chuông. Còn đây bên này sẽ là một cái cần gạt để các bác khóa chuông trong quá trình mà các bác muốn nghe nhạc thôi, mà không muốn nghe điểm giờ thì các bác khóa bên này cho em nhé. Bộ 12 số này. Và ở giữa các số chúng ta sẽ có những cái bông hoa được điểm thêm. Và bốn góc sẽ có những cái bốn phần hoa văn dây được thiết kế đối xứng nhau, cân đối đúng không ạ? Ở giữa chúng ta sẽ có thêm, đó là một cái phần đồng hồ kim dây các bác nhé. Ở đây là cái bộ kim hoa văn đây các bác này, đặc trưng của những chiếc đồng hồ tạ cây. Bên trên thì chúng ta sẽ có, đó là một cái bộ nịch trăng sao. Đây là phần ông trăng đây các bác nhé. Và những cái số nổi hiển thị luôn này, cũng điểm những cái bông hoa này, cân đối nhau đúng không ạ? Và bên dưới chiếc đồng hồ chúng ta sẽ có cái thông số sản xuất. Đây là một chiếc đồng hồ được thiết kế sản xuất tại Đức các bác nhé. Nhưng đây là một chiếc đạn cây của Mỹ và nó được sản xuất theo cái tiêu chuẩn nó gọi là, các bác hay gọi là Đức xuất Mỹ các bác nhé. Và chiếc đạn cây này nó sẽ là một chiếc đạn cây Melonium. Đấy, đây là tên thương hiệu. Chắc chắn là các bác ít gặp tên thương hiệu này đúng không ạ? Nhưng đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng và nó chuyên sản xuất những chiếc đồng hồ cây với cái những thiết kế cực kỳ là khủng ở đất nước Mỹ. Và bây giờ em sẽ quay tổng quan về cái ngoại hình của chiếc đồng hồ. Nó mang trong mình một kiểu dáng mái sừng trâu các bác nhé. Tổng thể chiều cao của chiếc đồng hồ em vừa đo từ trên phần đỉnh mái đi xuống dưới phần chân đế của chiếc đồng hồ là 20m36. Và phần rộng nhất của phần đế em đo được là 66cm. Một thiết kế cực kỳ là khủng đúng không các bác? Này còn thêm, đó là cái thiết kế mái sừng trâu, nó lại thêm phần khỏe khoắn nữa. Và bây giờ em sẽ mời các bác cùng em đi nhìn sơ qua một chút tổng thể ngoại hình. Đây là một chiếc xạ cây đã được sản xuất hoàn toàn bằng chất liệu gỗ óc chó các bác nhé. Và sẽ có những phần gỗ nu được điểm hai bên tương xứng nhau ở bên trên đỉnh mái đây các bác ạ. Em sẽ quay một chút tổng thể trước để các bác được nhìn tổng quan nhất về ba góc cạnh của chiếc đồng hồ. Vừa nãy là mặt trước và đây là sẽ là mặt hông các bác nhé. Chiếc đồng hồ này đều là những chiếc được sản xuất theo phong cách Tây Âu và Tân hiện đại. Dù nhà bác có phải nhà cổ hoặc là nhà hiện đại thì các bác trưng những cây này vào đều phù hợp các bác ạ. Ba bên sẽ là ba vách kính các bác nhé. Ở giữa trung tâm chắc chắn rồi, vẫn là cái bộ mặt số em vừa giới thiệu. Ở đó chúng ta sẽ có những cái thông số chi tiết của thương hiệu. Còn bên dưới thì chúng ta sẽ có, đó là cái bộ tạ nắc vàng đây các bác này. Em sẽ mở bên trong luôn. Đây là một cái bộ tạ nắc vàng rất là đẹp. Các bác sẽ thấy là chúng ta sẽ có 3 quả tạ vàng và được điểm thêm những cái hoa văn họa tiết rất là cổ kính đúng không ạ? Bên dưới thì sẽ có một quả nắc dán đàn với kích thước khá là lớn đấy. Thường thì những cái bộ máy to thì sẽ đi với những quả nắc to đúng không ạ? Và nắc của chúng ta cũng được chạm trổ hoa văn các bác nhé. Các bác nhìn quả nắc đang hoạt động đấy ạ. Rất là đẹp. Đồng bộ màu vàng với nhau. Em sẽ quay xa một chút để các bác nhìn được cái vẻ đẹp đồng bộ của chiếc đồng hồ này nhá. Đấy, các bác sẽ nhìn thấy cái đồng hồ đang hoạt động đây đúng không ạ? Bên hông này thì em sẽ có một số cái thông số của thương hiệu. Như đây là tên thương hiệu đây ạ, Colombia Molyneux. Và đây là cái số serie của chiếc đồng hồ các bác nhá. Phần bình thường các bác sẽ thấy là những cái chiếc đồng hồ em hay giới thiệu thường người ta sẽ nẹp bằng nẹp cao su đúng không ạ? Nhưng chiếc này thì người ta nẹp hoàn toàn bằng gỗ các bác nhá. Bắn gỗ trên này, bắn gỗ dưới. Vì thế phần kính của chúng ta nó cực kỳ là chắc chắn các bác nhìn này. Quá là chắc chắn luôn ạ. Tỉ mỉ đúng không ạ? Thiết kế cực kỳ là dày dặn luôn các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Hai bên hông này sẽ có là hai bên cửa kính để các bác có thể nhìn được trực tiếp cái
bộ máy ở bên trong. Mở ra mở vào rất là dễ dàng các bác nhé, vì nó là cửa pin. Còn bên trên mái đây, đây là cái phần mái của chiếc đồng hồ. Điểm hai phần lu, phần mái sừng trâu thì không thể chê được rồi. Thực sự những cái họa tiết thiết kế kèm theo nó rất là cân đối và hài hòa. Khi các bác nhìn vào thì nó toát lên cái vẻ đẹp gần như là khi các bác chơi thì nó sẽ không có cái sự lỗi thời đâu nhá, mà càng nhìn càng đẹp các bác ạ. Bên dưới thì em sẽ có cái phần chân đế nó rộng hơn so với phần thân, nên nó sẽ tạo nên cái vẻ đẹp vững chãi cho chiếc đồng hồ. Và nó được thiết kế ở chính giữa, các bác sẽ thấy là những cái phần gỗ vân nu nổi vân được thiết kế xen kẽ ở phần giữa để tạo nên cái sự nổi bật cho phần chân đế của chiếc đồng hồ, đúng không ạ? Các bác nhìn này, rất là đẹp đúng không ạ? Ở đây thì tất nhiên rồi, những cái phần kính này sẽ vẫn là những cái phần kính mài viền các bác nhé. Và bên dưới chúng ta có những cái phần kính mài viền đây các bác nhìn này, chạy dài xuống dưới này. Hai bên hông cũng thế các bác nhé, hai bên hông của chúng ta cũng được thiết kế kính mài viền đây các bác nhìn này. Và các bác có thể nhìn chiêm ngưỡng được trực tiếp cái bộ tạ nắc ở đang hoạt động này, cái bộ máy này. Phần hông này nó sẽ giúp các bác có thể nhìn thấy rõ hơn về cơ chế chuyển động nhạc của chiếc đồng hồ các bác nhé. Em sẽ dùng đèn pin để soi cho các bác một chút về cái cơ chế hoạt động của phần đánh nhạc của chiếc đồng hồ này. Như các bác có thể thấy đây, bộ máy cực kỳ là dày đúng không ạ? Đây là cái phần Nogai chơi 3 bản nhạc các bác nhé. 12 gông thép, 12 đầu búa để chơi lên âm thanh của 3 bản nhạc. Còn những cái chi tiết bên trong của bộ máy đây cực kỳ là đẹp các bác nhìn này. Rất là sáng luôn và nó có cái sự tỉ mỉ và cái sự chính xác cực kỳ là cao. Thế nên những chiếc đồng hồ này nó hoạt động rất là chính xác. Và cái phần âm thanh thì không thể chê được rồi. Em sẽ chuyển qua bên này, bên hông bên này để các bác được nhìn sơ qua một chút về cái phần điểm giờ. Đây là cơ chế điểm giờ các bác nhé. Bốn búa gõ cùng với nhau. Và bên này thì các bác sẽ thấy đây là cái phần thông số của bộ máy đây. Em hay gọi đây là một cái bộ máy Kennizer máy phẩy các bác nhé. Bộ máy phẩy thì cực kỳ là to rồi. Và đặc biệt là những cái chi tiết nó rất là dày dặn các bác ạ. Đây là một chiếc nó sở hữu cái phần thanh đỡ máy bằng kim loại nha. Nó rất là chắc chắn, nó sẽ không có sự cong vênh trong quá trình mà các bác châm dầu đâu ạ. Nên các bác yên tâm sử dụng. Và bây giờ em sẽ thử qua một chút về âm thanh của chiếc đồng hồ này để các bác cùng em được thưởng âm. Xem chiếc đồng hồ này nó sẽ cho các bác cái phần âm thanh như thế nào nhé. Vừa rồi em cũng thử qua âm thanh của bản nhạc mà chiếc đồng hồ Takei này sở hữu. Bản đầu tiên sẽ là bản Switch và bản cuối cùng em thử đó là bản Wet, một cái bản nhạc truyền thống các bác nhá. Và các bác cảm nhận đấy, cái độ âm của chiếc đồng hồ này nó quá tuyệt vời đúng không ạ? Âm sắc rất là tròn và cái độ ngân khá là tuyệt vời. Vì nó có cái sở hữu cái bộ gồng khá là dài các bác nhìn đây nhỉ. Bộ gồng của chúng ta là cực kỳ là dài nhé. Có thể nói là nó dài bằng nửa thiết kế của chiếc đồng hồ này các bác ạ. Em sẽ mời các bác cùng em nhìn tổng thể một lần nữa, sơ qua về thiết kế vẻ đẹp. Ngay từ phần cánh cửa mở hông này cũng được nẹp toàn bộ bằng gỗ các bác nhé, rất là chắc chắn đấy ạ. Đầu tiên em sẽ mời các bác cùng em nhìn qua một chút về cái bộ mặt số, bộ tạ nắc của chiếc đồng hồ này. Đây là cái phần bên trong và cũng khá là quan trọng đấy.
Tại vì thường màu vàng đẹp thì nó đem lại cái sự sang trọng cho không gian nhà các bác nhé. Còn thiết kế ngoại hình thì nó sẽ phù hợp với cái không gian thiết kế của các bác, với những cái đồ mà các bác đang trang trí hoặc trưng bày trong không gian nhà, để nó toát lên cái vẻ đẹp thực sự là hoành tráng đối với một chiếc đồng hồ tạ cây khi các bác trưng trong không gian nhà. Và bây giờ em sẽ mời các bác cùng em nhìn tổng thể một lần nữa nhé. Đây là từ phần chân đế đi lên này, rất là bề thế đúng không ạ? Rồi, Vang Vọng cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.